Vâng, và trước thực trạng giá nhà mặt phố cổ đang có xu hướng giảm cũng như là nhiều mặt bằng cho thuê hiện còn đang bỏ trống và khá yên ắng, chúng tôi cũng đã tìm đến một số chuyên gia để hỏi thử xem đối với lại tình trạng sức khỏe của phân khúc hiện tại này thì bao giờ sẽ khá khẩm hơn. Ngay bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi nhé. Bản thân mặt bằng bán lẻ ở Hà Nội giá đã tương đối cao và nhiều khi là đặc biệt là khu vực nhà phố thì bị thổi giá lên rất là nhiều so với cả tình hình kinh doanh thực tế của việc mặt bằng đó có thể mang lại được. Cho nên là bản thân chúng tôi cũng kỳ vọng là với một cái sự thay đổi như thế này thì bản thân những cái đơn vị mà cho thuê mặt bằng bán lẻ cũng như là các gian hàng thì sẽ có những cái tính toán thực tế hơn. Các chủ nhà họ sẽ phải nhìn nhận cái mặt bằng cho thuê mình đúng so với tình hình của thị trường hơn, so với mặt bằng của thị trường hơn ở hai điểm. Thứ nhất là về giá thuê. Theo chúng tôi nhận thấy thì hầu hết các chủ nhà trong khu vực phố cổ hiện nay trước đây họ chưa từng gặp phải trường hợp họ phải đi đàm phán giá thuê với các khách thuê, mà họ sẽ là bên đơn vị lựa chọn khách thuê nào trả giá cao nhất thì họ sẽ chọn. Tuy nhiên bây giờ thì chúng tôi nhận thấy là các chủ nhà khu vực phố cổ hiện nay họ đã chủ động đưa ra các phương án giá nó phù hợp hơn với thị trường, có sự linh hoạt hơn về phương án cho thuê. Ở đây phương án cho thuê có thể là về mặt bằng cho thuê. Trước đây các chủ nhà trong khu vực phố cổ, trong khu vực trung tâm, họ chỉ có rất ít phương án cho thuê về mặt bằng. Tuy nhiên hiện nay thì họ đã có thể linh hoạt hơn về việc là chia các diện tích mặt bằng ra thành các diện tích nhỏ và linh hoạt để mà khách thuê có thể lựa chọn. Và đồng thời các cái điều kiện về như về việc thời hạn thuê hay là các điều khoản về điều chỉnh giá thuê, họ cũng đã linh hoạt hơn rất là nhiều. Sau 2 năm đại dịch thì rõ ràng là các cái hướng khác là bị thui chột đi, đúng không? Không thể có thêm kiếm được tiền nữa. Mà bây nếu như anh nào mà âm thì đương nhiên anh phải tìm cách anh bán thôi. Là sau những cái cú chấn động như này thì tôi đã dự báo là sẽ có rất nhiều cái làn sóng phải bán những cái tài sản quý mà trước đây được giữ đi, thì cái nhà trong phố cổ nó là như thế. Hiện tại nó là như vậy. Mà tôi nghĩ là đây cũng nếu như người nào mà muốn đầu tư có tính chất là để gọi là giữ của tính chất dài hạn thôi, chứ còn gọi là mức sinh lời cao thì không hẳn đâu, thì đây là thời điểm tốt để có thể mua những cái nhà đấy. Được biết hiện nay tình hình kinh tế đang gặp khó khăn, cùng với đó là tiềm năng khai thác giá trị nhà trên phố cổ còn gặp trở ngại. Nhà trên các tuyến phố cổ Hà Nội chủ yếu phục vụ mục đích kinh doanh ăn uống, khách sạn, các dịch vụ du lịch cho khách trong nước và quốc tế. Vì vậy, một trong những tín hiệu để thể hiện sức khỏe của phân khúc bất động sản này là số lượng khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài. Tuy nhiên, lượng khách du lịch hiện tại đã cải thiện hơn so với năm ngoái nhưng vẫn chưa thể phục hồi về mức trước dịch Covid-19. Dự báo trong 3 đến 6 tháng tới, mặt bằng giá nhà phố ở phố cổ Hà Nội sẽ đi ngang và lượng giao dịch khó có sự cải thiện. Hy vọng những thông tin trên sẽ đem đến cho quý vị cái nhìn tổng thể và thực tế về thị trường bất động sản thời gian này.